Hoa à? Dạ. Thì xin phép là hôm nay con xin cái hiệu quả trị liệu của cô Hoa đến với hội trường 11 cũng như tất cả các bác ở đây. Thì cô Hoa đã đi trị liệu, cô xin lỗi là cô Hoa hiện tại là cô Hoa có thể giới thiệu bản thân của mình được không ạ? Dạ. Đầu tiên là Hồng Bích Hoa, từ 71 tuổi năm nay, tờ địa chỉ là 79 ở Phú Định, phường 6, quận 8. Tôi trước khi chưa tới hội trường trị liệu là tôi tập thể dục ở Bình Phú, rồi tôi quen được cái ông Nguyên là nó chỉ bảo đi hội trường, ở chỗ của tôi đó tốt lắm, mấy giờ cô thử coi đi đi, rồi tôi với bạn tôi hai người tới hội trường đi trị liệu. Mà trước khi đi tôi đã bị bệnh tiểu đường, huyết áp, bao tử, tôi mất ngủ hoài. Giờ tôi bị sói quá cuộc sống, tự thời cũng đi chút bệnh chỉ mà chút. Giờ tôi chỉ hiểu được một tháng, chưa tới một tháng, tôi ngủ được, và tôi ăn được, tôi mừng quá. Giờ huyết áp cũng ổn định. Giờ đường của tôi là thời đó chưa có ngồi máy đó, 190 năm, rồi tôi xuống tới 150 đó, rồi từ tại vì tôi không ăn cái gì cũng tôi mới lên chút thôi, nhưng mà bây giờ nó cũng ổn định cái đường của tôi rồi. Rồi vấn đề thoái hóa cuộc sống của tôi bây giờ tôi ngồi cái đó tôi ngồi không được bao nhiêu lâu đổ đau. Và bây giờ tôi ngồi cái ghế này là tôi tụng kinh á, tôi ngồi thuyền á được, không có đau nữa. Tôi rất cảm ơn cái mấy cửa hát và tập đoàn cái gì tập đoàn allergy. Còn các bạn các bác ở đây, các chị em là cố gắng đi điều thì mỗi ngày hàng ngày cái máy này rất tốt. Thì trước tôi đi nhiều chỗ, tôi đi ngồi máy Hàn Quốc, nhưng mà cái máy của nó chậm lắm. Tôi ngồi hết 6 tháng, 3 tháng chưa thấy kết quả gì hết. Nhưng mà tôi ngồi cái máy này nè, chưa tới một tháng nó đã cho tôi ăn được. Tôi rất cảm ơn, tại vì tôi đã bao tử không ăn được, không muốn ăn, thấy đồ ăn rồi không muốn ăn. Từ ngồi cái máy này nè, rồi tôi ăn cô hoặc là ăn sáng cái gì thấy ngon miệng. Còn nhân viên ở đây cái em thỏ này là rất nhiệt tình tới sự với tụi tôi, không biết những gì không biết hỏi, ảnh rất nhiệt tình là nói cho tụi tôi biết. Tại vì có khi tôi người Hoa nói chậm hoặc là nói sao tôi mới biết, nói mau có khi không biết hỏi lại, ảnh cũng nhiệt tình lắm, ảnh cũng nói cho mình nghe, ảnh không có cái gì mà nóng hoặc là nóng tính hoặc là không đồng bằng lòng á, ảnh không có. Rất tốt. Cái chị gì hả? Liên à. Chị Liên hả? Liên hả? Chị Liên cũng vô cũng với tụi tôi là các thầy với tụi tôi là cũng cười tươi, rất cảm ơn. Tốt nhất là khỏi á, tại nó phiên dịch rồi nó nói cho tụi tôi nghe những gì không biết, nói rất tốt. Trời cảm ơn. Cảm ơn. Rồi thì cô Hoa có muốn chia sẻ gì đối với những bác khác, các bác muốn trị liệu tại nhà không ạ? Còn các bác ơi, tại vì tôi chưa có tiền tôi mua cái máy này, nhưng mà phần đời tôi sẽ mua. Các bác muốn trị liệu nhanh, bệnh của mình tốt đó, mình một cái máy, này ra phải mua là 14, đừng có mua số 8, số 9 với số 14, nó chậm lắm. Mua cái số 14 này, là về trị liệu mình nằm ở trong nhà, một ngày được nằm 4 lần. Còn ở khỏi trường mình chỉ có 30 phút thôi, bởi vì chị chậm lắm. Cái máy này của Nhật rất tốt, tôi công nhận cái máy của Nhật rất tốt mà trị liệu rất nhanh. Tôi có 1 tháng, chưa tới 1 tháng tôi ngủ không được, tôi khổ lắm á, ban đêm ngủ không được, rồi hả ăn không được, muốn ăn cái gì cũng không ăn được. Bởi vì ở bây giờ con xin cái đánh giá của cô về từng mức độ bền nha. Thì theo cô thấy là mất ngủ của cô thì nó đã cải thiện bao nhiêu % rồi? Rồi bây giờ là mất ngủ của tôi là được 80% rồi. Nó đã cải thiện 80% rồi. Rồi báo tử của cô hiện tại cô thấy ăn ngon thì nó ổn hết chưa ạ? Hay là được như thế nào ạ? Ổn là 8-9%, nhưng mà còn chút, tại vì muốn ngồi ở trong nhà mà chưa có điều kiện. Dạ, huyết áp của cô thì bây giờ ổn định hẳn chưa cô? Dạ, huyết áp đã tốt hẳn luôn rồi. Dạ. Rồi ngoài ra đường huyết thì thế nào rồi ạ? Ổn chứ ạ? Đường huyết nếu tôi chị không có ăn nhiều là 100% là đường huyết tôi là 120. Dạ. Nếu 120 là đường không có lên này. Dạ, vậy thì cô cần kiểm soát vấn đề ăn uống một chút là cô đã ổn định. Dạ. Điều biết có thể cái phương pháp này này. Và khối hóa cuộc sống của cô thì bây giờ là cái lưng của cô nó ổn chưa? Nó không có đau rồi, 3 tháng rồi, tôi ngồi đây 3 tháng rồi. Rồi, cảm ơn cô. Còn vấn đề tủy của cô thì hiện tại nó tốt chưa ạ? Tốt rồi. Dạ. Không có chảy máu, không có cái gì hết. Dạ. Thì bây giờ thì như là cái thông tin chia sẻ của cô Hoa, thì cô cũng rất cảm ơn cô Hoa đã đến với hội trường chúng con. Một cái cơ duyên rất là bất ngờ khi cô đã biết cái hội trường. Bây giờ thì cô ngồi đây thời gian cũng tầm khoảng 3 tháng đúng không ạ? Dạ. Sức khỏe của cô đã có sự cải thiện rất là tốt. Mong cô cố gắng là sắp xếp thời gian đi điều đặn mỗi ngày 30 phút tại hội trường. Nếu tốt hơn nữa, có điều kiện thì mình sẽ là trị liệu tại nhà. Sức khỏe của mình rất tốt. Và đây là một trong những thiết bị giúp cho các bác và cả gia đình của mình luôn. Nên mong rằng các bác sẽ ủng hộ thiết bị nhiều hơn. Và con cảm ơn cô Hoa rất là nhiều nha. Cảm ơn chú Tiến.